Từ năm 2023, OM ODA và Zeco đã công bố danh tính những mẫu xe sẽ bán ở thị trường Việt Nam, bao gồm OM ODA C5, OM ODA S5, OM ODA E5, Zeco Z7 và Zeco Z7 PHEV. Vào ngày 26 tháng 11, OM ODA C5 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản và giá bán từ 589 triệu và 669 triệu. Trong sự kiện công bố lô xe OM ODA C5 sản xuất tại Indonesia chính thức cập cảng Việt Nam, một chiếc Om Oda S5 cũng xuất hiện. Tuy chưa ra mắt Việt Nam nhưng chiếc Om Oda S5 này đã ra biển trắng. Om Oda S5 đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nga vào hồi tháng 4 năm 2023. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BM1X, xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt 4.644mm, 1.814mm, 1.493mm và chiều dài cơ sở 2.650mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước nằm giữa hai phân khúc xe đen hạng B và hạng C. Om Oda S5 sở hữu một số nét thiết kế tương tự người anh em C5, như lưới tản nhiệt phía trước. Lưới tản nhiệt này có thiết kế hình lục giác cỡ lớn với mặt lưới kim cương, trang trí bằng những chi tiết mạng chrome bên trong. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn, tích hợp dài đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Bên dưới là cản trước với hốc gió, trung tâm hình thang rộng và dài đèn sương mù nằm ngang ở hai góc. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi Om Oda trên nắp capo vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường gân dập nổi, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu và đường chân kính mạ chrome. Bộ vành hợp kim của xe có thiết kế đa chấu và phay sức hai màu. Gương chiếu hậu của xe nằm trên cột A và tích hợp đèn báo rẽ. Trong khi đó, ở khu vực phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang gọn gàng, cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và hai đầu ống xả giả hình chữ nhật. Dưới cản sau còn có bộ khoách tán gió giả nhằm tăng vẻ thể thao cho mẫu đen này bên trong ôm Oda S5 xuất hiện vô lăng vắt đáy thể thao và cửa gió điều hòa kéo dài, trên mặt táp lô, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho nội thất. Màn hình thông tin giải trí của xe không được đặt nổi trên mặt táp lô, như xu hướng thịnh hành. Hiện trang bị của ôm Oda S5 ở thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Nga, xe sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như vành hợp kim 16 in, nội thất bọc giả da, sưởi ghế trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10.25 inch, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, tính năng khởi động máy từ xa. Ở bản cao cấp hơn, xe có thêm cần gạt nước tự động, sấy kính lái, vành hợp kim 17 in, sưởi vô lăng, sưởi ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nằm bên dưới nắp capo của ông Oda S5 là hai tùy chọn động cơ xăng cùng có dung tích 1.5 lít. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên với công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 nm ở bản thấp. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT, mang đến tốc độ tối đa 180 km h Trong khi đó, các bản cao cấp hơn dùng chung động cơ với OM ODA C5. Động cơ này cho công suất tối đa 147 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 210 nm. Động cơ cũng đi với hộp số CVT, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 190 km h trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ, đèn pha cảm biến ánh sáng và hệ thống kiểm soát hành trình. Trong khi đó, các tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắt đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi chỉ dành cho bản cao cấp. Giá bán của ông Oda S5 tại thị trường Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này có giá bán hợp túi tiền nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh, giống công thức được áp dụng cho ông Oda C5. Các...